Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn ở Việt Nam và quốc tế. Vâng, quay trở lại với lại kênh đó là kênh Crypto Thông tin Toàn cầu. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn về thông tin về nó là các thị trường, đúng không ạ? Hiện tại bây giờ trên rất là nhiều các quốc gia, đúng không ạ? Từ các cái tài sản số và các bạn có thể là theo dõi, chủ động theo dõi ở trên đó là trên sàn CoinMarket. Và mình sẽ cập nhật cho bạn thông tin hàng ngày, nếu như các bạn chưa lành vào xem thì các bạn xem YouTube này, và mình sẽ cập nhật thông tin cho các bạn về đó là về Terra và Luna, đúng không ạ? Luna 2.0. Rồi ok, thì các bạn hãy đón xem các thông tin này và bạn đưa ra cái nhận định của cá nhân của các bạn nhé. Rồi, hiện tại bây giờ trên thị trường về tài sản số thì như các bạn đang nhìn thấy ở bên trên này, đúng không ạ? Mình sẽ loát lại cho các bạn xem. Thông tin hiện tại bây giờ có sự thay đổi, thì hiện tại bây giờ với lại các tài sản số đang có giá trị tăng dần lên, đúng không ạ? Và hiện tại các tài sản số như bạn đang nhìn đây, đúng không ạ? Như BTC, đúng không ạ? Dưới 20 dưới 30 ngàn bây giờ đã trên 31 ngàn rồi. Và Ethereum hiện tại đang có giá trị tăng trưởng dần lên, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn đang nhìn thấy ở đây thì hiện tại bây giờ top 100 các cái tài sản số đang có dấu hiệu khả quan, đúng không ạ? Đang tăng dần lên. Đấy, về cho cái thị trường mọi người đang có niềm tin hơn vào trong thị trường, và cho và cái khả năng gì ạ? Cái nhu cầu của mọi người ngày càng đông, đúng không ạ? Thì mọi người quan tâm đến thị trường về tài sản số nhiều hơn. Đây là một trong những thị trường mới, đúng không ạ? Và hiện tại Việt Nam đã có gì ạ? Cái được chấp nhận cho cái việc mà gì ạ? Và có cái bộ luật và có pháp lý về cho riêng cái tài sản số này. Và rất là nhiều các công ty tập đoàn sắp tới ở Việt Nam sẽ cho dựa chuyển đổi số, đúng không ạ? Và hiện tại bây giờ như các bạn đang xem đó là truyền hình số về không nào? Đó, thì rồi mình sẽ cập nhật những cái thông tin của các cái tài sản hiện tại có giá trị tăng trưởng vượt bậc, đúng không ạ? Đây là một trong cái mà các công ty họ đang muốn đẩy lên, đúng không ạ? Để cho mọi người nhìn thấy rằng cái phần trăm cái vốn hóa của họ mới lên sàn thì đẩy lên, khi mà đẩy lên sàn một cái thì giá sẽ cao khoảng x 10 x 100 lần, sau đó là sẽ giảm luôn, thì làm cho cái tài sản của từng các cái đồng này nó sẽ đẩy lên là phần trăm rất là cao, đúng không ạ? Lên tới 100 đến 1.000, thậm chí là về hàng chục nghìn phần trăm, đúng không ạ? Đấy, trong đó thì cũng có các tài sản mà đã lên và giá trị đi xuống, đúng không ạ? Cũng từ 30 đến thậm chí 30 đến 100%, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái sự mà giảm rõ rệt, và các bạn thể là nắm bắt thông tin ở đây để các bạn thể là mua những cái tài sản nào đó mà nó có giá trị, đúng không ạ? Và bạn hãy đầu tư thế, bạn phải chờ đợi, đúng không ạ? Và rủi ro, và khi mà bạn chấp nhận rủi ro thì bạn tham gia. Đó là cái thông tin mình chia sẻ cho các bạn, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa đó là về các cái tài sản mà đang trading, mà các bạn đang mua và bán rất là nhiều ở trên này, thì các bạn đáng phải quan tâm. Mình sẽ chỉ ra những cái gương mặt mà quen thuộc, đó là đó là một trong các tài sản, ở đây có những cái tài sản khá là quen thuộc, đó là Shiba, GST, BTC, đúng không ạ? Luna, đúng không ạ? Luna Classic, đấy, đây là Luna 1. Rồi, đó là USTC, đúng không ạ? Đã được chuyển đổi mới rồi, đúng không ạ? Soda, đúng không ạ? GMT, đúng. Đó, và ở đây có KKE này, BNB này, ADA, Ethereum, ETH này. Đó, và Ripple đó là những cái tài sản mà rất là quen thuộc, đúng không ạ? Và số lượng thành viên đang là nắm giữ và mua rất là nhiều. Đấy, trong thời điểm hiện tại. Đó, đấy là cái tại thông tin mà mình đang cập nhật vào trong cái thị trường về tài sản số. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở về với lại những cái tài sản mà vừa rồi đó đang là mưa làm gió và cũng làm cho thị trường mất hàng tỷ đô la, đúng không ạ? Và đương nhiên cái số lượng mà nó mất hàng tỷ đô la thế
Đấy, Nga đâu thì đứng lại đó. Thì hiện tại bây giờ thì giá trị tăng trưởng rất là cao đúng không ạ? Khi mà bắt đầu lên trên sàn nhưng mà chưa được hồi về với này cái giá cũ được chưa nào? Đấy, hồi về giá cũ thì vào trong khoảng là 120 đến 130 đô đúng không ạ? Thì đây là một cái khá là tiềm năng với lại nhiều các thông tin trái chiều và thuận chiều, thì trái chiều nhiều hơn và đương nhiên là những cái gì mà tập trung thì cái đó mở rộng. Và tại sao như vậy? Đối với lại góc độ của mình thì Terra có khả năng là giá trị rất là cao sẽ hồi về với lệnh giá cũ là 120 130 đô và có thể hơn thế, thì sẽ vào trong cái top 5 của sàn Coinmarket. Rồi ok, mình sẽ cập nhật về thị trường đó là Terra cho các bạn. Hiện tại trên Market Cap thì hiện tại đang là hơn 1 tỷ 8 đúng không ạ? Đó, thì hiện tại đang giờ vào trong khoảng xấp xỉ là 9 đến 10 đô. Đấy. Và hiện tại giờ nên các cái sàn. Đấy. Hiện tại giờ ấy, là giờ trên BNC này, đấy có hai cặp luôn, USDT và BUSD đúng không ạ? Đó thì hiện tại trên này đã lên rất là nhiều rồi và trên đây đang hiển thị đó là 35 sàn và có những sàn có hai cặp thì ở đây có khoảng 30 sàn. Đấy, đã nên biết Luna 2 lên rồi. Trong đó có sàn BNC, KuCoin, Gate, Huobi, đấy, Bybit đúng không ạ? KuCoin, Messi. Đấy. Và Bitmart, đấy, Bittrue đúng không ạ? Và sàn đó là CoinTime. Đấy, sàn hit hit BTC đúng không ạ? Và một số các tài sản ở trong nhiều các sàn khác nữa đã được niêm yết lên rồi, sắp tới sẽ có thể niêm yết nhiều hơn thì số lượng volume vốn hóa nhiều hơn. Hiện tại nếu mà tính ra vốn hóa nha thì hiện tại tổng là 1 tỷ đồng Luna, thì hiện tại bây giờ chỉ cầu đang ở trường thì khoảng chưa đến 30% thì mới có 210 triệu Luna, mà số lượng mà Luna này sẽ được mở khóa dần dần đúng không ạ, chứ không mở hết 1 tỷ luôn cho tất cả mọi người để mọi người hold. Và số lượng này những người nào mà mua Luna một lúc trước thì sẽ được đó là adopt ra nó dần dần theo hàng tháng và hàng năm. Thì mới cái đầu cuối tháng năm này thì từ ngày 26 đến ngày 31 thì mới bắt đầu là cho alot ra để giao dịch trên sàn đúng không ạ? Thì trong vòng giữa 2 năm thì mới mở khóa hết hoàn toàn, nên là đây là cái việc mà mở ra nó sẽ không mở luôn đâu. Nếu mở luôn ấy thì nó sẽ giá nó sẽ rẻ, nhưng mà mở khóa dần dần ấy nó làm cho số lượng cộng đồng trên toàn cầu để sở hữu dần dần vào, và số lượng luôn liên tục để sở hữu làm tăng giá trị lên. Đấy, các bạn phải biết được điều như vậy. Và nếu mà mình tính như mức độ này hiện tại bây giờ 9 đô đúng không ạ, thì các bạn hãy xem vào trong cái thị trường như trên này. Đấy. Thì các bạn sẽ tính ra được ngay tại sao nó sẽ vào trong top 5 các bạn nhé. Thì hiện tại bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem là khi mà bạn lên lên YouTube đi. Đấy, lên YouTube thì bạn chỉ cần viết chữ nó là crypto thôi. Hiện tại bây giờ đi. Crypto. Crypto. Thì các bạn nhấp vào phần tìm kiếm thì các bạn sẽ nhìn thấy toàn là các cái thông tin về phần lớn là về Luna đúng không ạ? Đúng không ạ? Về Luna này. Đấy, Luna này. Đấy, chưa? Luna 2 này, Lucy này. Được chưa? Đó, rất là nhiều, đây rất là nhiều các hình ảnh về Luna và Lucy. Đúng không ạ? Đây, Luna. Và các cái thông tin này, những cái kênh YouTube nó có lên tới cả hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn, và có những YouTube đấy mà có lượt đăng ký lên tới cả triệu lượt theo dõi, thì những người họ đang PR cho Luna gần như là họ không được trả cái tiền mà marketing của Luna, mà cộng đồng họ thấy rằng là đây là một trong thị trường thảm khốc, nên là họ làm những cái video này cũng là một trong cái để mọi người chú ý quan tâm và xem các cái kênh YouTube như thế này. Thì YouTube sẽ trả tiền cho họ bằng cách mà thông qua các cái chương trình quảng cáo của các cái công ty và tập đoàn họ quảng cáo lên các kênh YouTube, và trên đấy họ sẽ nắm bắt được cái xu thế của Luna, họ sẽ chuyển tải lên các kênh YouTube đấy để mọi người có thể là kiếm tiền ở trong đây.
Đấy. Còn nếu mà các bạn và các bạn biết đấy, nếu mà khi mà bạn đây là một trong cái mà truyền thông tốt nhất hiện tại bây giờ. Đấy. Nhưng bạn nhìn thấy đây như trên BTC thì các bạn phải nhìn cho nó để hiểu. Trên BTC là tổng là gì ạ? Có 21 triệu, 21 triệu, chỉ có 21 triệu đồng thôi, BTC thôi, và nó không nhiều và gì ạ? Nó sẽ không ra được nhiều hơn nữa do thuật toán của nó định hình là gì ạ? 21 triệu BTC, và hiện tại bây giờ ấy là gì ạ? Số lượng BTC ấy đang vẫn còn đang khai thác mà giờ tổng là hơn 19 triệu đúng không ạ? Thì số lượng còn lại á thì để mà khai thác được đó là gì ạ? 2 triệu đúng không ạ? 2 triệu BTC nữa thì gì ạ? Số lượng này cũng đến để mà rất là lâu nữa thì mới để có mà khai thác được 2 triệu này, bạn hiểu không ạ? Đấy thì cứ 4 năm nó sẽ một lần nó sẽ phân tách như thế nào. Đấy, thì bạn nhìn BTC ở đây thì hiện tại BTC ấy, mình đang là nói về vấn đề top nhá. Thì BTC hiện tại bây giờ đang là top 1 đúng không ạ? Đang là đứng đầu tiên với lại là dạ 600 tỷ đúng không ạ? 600 tỷ đô đúng không ạ? Đang đứng đầu tiên đó là ETH đó là dạ hơn 236 tỷ đô đúng không ạ? Đấy, và USDT thì là dạ 72 hơn 72 tỷ đô. USDC là dạ hơn 53 tỷ đô và BNB thì hơn 51 tỷ đô. Đấy, còn bên dưới này đó là ADA thì hơn 21 tỷ đô và Ripple thì hơn 19 tỷ đô đúng không ạ? Và BUSD đó là gì ạ? Hơn 18 tỷ đô. Đây. Như các bạn nhìn ra đây. Đấy chưa? Đấy thì để các bạn biết được rằng là hiện tại bây giờ ấy, là gì ạ? Có những lúc mà Luna lên rất là cao là hơn 100 nhỉ? Hơn 120 đô đúng không nào? Đấy, thì hơn 120 đô thì đấy thì lúc trước thì chỉ có gì ạ? 300 triệu thôi. Hơn 300 triệu của đồng Luna thôi đúng không nào? Đấy, hơn 300 triệu Luna thì mình sánh với lại hiện tại bây giờ phải sánh với lại đồng nào đây? Đó là đồng BNB đi. Đúng không ạ? Đây, mình tính là dạ, so sánh với lại BNB đi thì gấp đôi số lượng BNB thì cho nào. Đấy, BNB hiện tại đây, mình sẽ nhấp vào BNB cho các bạn xem. BNB thì tổng cái số lượng đó là dạ bao nhiêu ở đây? Đó là hơn 165 triệu token thì cho nào. Thì Luna gấp đôi. Đúng không ạ? Thì các bạn đang nhìn thấy ở đây thì mình tính mức độ là vốn hóa thì vốn hóa của BNB này hiện tại là 51 hơn 51 tỷ đúng không ạ? Thì đối này trên là hiện tại giờ là khoảng là dạ hơn 300 đô đúng không? Hơn 300 đô thì hiện tại bây giờ Luna đang là 1 tỷ đúng không ạ? Bây giờ đang là 1 tỷ đô. Hơn 1 tỷ 8 đô rồi, cứ cho là 2 tỷ đô đúng không ạ? Thì bây giờ để mà vượt được cái đồng BNB này đúng không nào? Thì gần như coi như là x10 nữa đúng không ạ? Thì sẽ là dạ, sẽ dễ dàng sẽ vượt được BNB. Và tại sao mà dạ Luna sẽ lên khoảng lên lên được top 5 đấy, và có thể là vượt vượt cả USDC và USDT đúng không ạ? Thì hiện tại bây giờ Luna sau khi mà hơn 300 triệu đó thì Luna đang là dạng này đang là dạng mở khóa vừa rồi, Luna 1 mở khóa thêm là dạng hơn hơn 3,2 tỷ, sau đó lại ra tiếp là 6 ra tiếp đó là 6 hơn 6.900 tỷ. Đó. Thì sẽ làm cho giá trị của Luna giảm xuống tương đương với lại lúc đó là diện Luna đang là ôm một cái số tiền rất là lớn thị trường, và thị trường luôn bơm vào tiền vào để là hold và nắm giữ để thâu tóm để bắt ra đáy rất là nhiều các bạn nhé, nên tới hàng 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 tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ và nhiều hơn thế. Đối với bản thân của mình nhìn nhận nữa, nên tới cả hàng trăm, nên tới cả trăm tỷ các bạn. Thì để mà thâu tóm như vậy thì họ đang là luân chuyển một số lượng BTC sang dạ mua Luna và Ethereum sang Luna cũng như là BNB sang Luna, số lượng rất là lớn. Hiện tại bây giờ bên dạ các cái công ty về công nghệ này
Họ dạ họ đang là dạ họp gấp với lại bên Luna nhằm mục đích là Luna đang thâu tóm những cái tài sản này và không bán ra ngoài thị trường. Nếu bán ra thị trường thì các tài sản số này nó sẽ giảm thê thảm và nó có thể là tụt xuống rất là sâu, và Luna có khả năng lớn là dạ sẽ lên top đầu đấy đối với lại một số các nhận định của cá nhân của mình đó. Đó thì đấy là cái mà mình chia sẻ cho các bạn là các bạn biết như nào đúng không ạ? Vừa trên các sàn thâu tóm các tài sản, vừa trên các cái kênh YouTube cũng dạ BA không đồng luôn cho Luna luôn đúng không ạ? Và nếu như các bạn nhìn nhận thấy rằng là dạ đây là một trong cái điều rất là tuyệt vời để mà đáng để quan tâm để mọi người đang là sở hữu, đó là cái đồng Luna 2 nhé các bạn nhé. Luna 1 đi để mà đạt 1 đô thì nó rất là lâu. Nhưng mà Luna 2 á thì mà để mà đạt 100 đô á hay là có thể là đạt 1.000 đô ấy. Đấy thì rất là dễ. Đấy. Đấy mình chia sẻ cho các bạn như vậy. Rồi, đấy thì đấy mà cái mình chia sẻ cho bạn về Luna 2 này nhá. Đấy và mình sẽ nên tìm cho các bạn là các cái tài sản đang đang dựa vào trong cái nhóm là Telegram Network này để các bạn cập nhật những thông tin, đó là gì ạ? Nhiều sớm nhất của Luna khi mà các cái thông tin mà có sự thay đổi. Đấy, để các bạn nắm bắt thông tin bằng cách các bạn vào đây trực tiếp và bạn copy ra Google nhé để các bạn xem. Đấy, dịch luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong các cái sàn để cho các bạn nhìn thấy số lượng mức độ là giao dịch ở trên các sàn này như nào nhé. Đấy như các bạn đang nhìn thấy ở đây trên sàn KuCoin đúng không ạ? Cái sàn KuCoin hiện tại bây giờ nó là đang là khoảng 9,1 đô đúng không ạ? Đấy, bạn nhìn đây mức độ đang giao dịch ở trên này đúng không ạ? Và tiếp theo nữa đó là gì ạ? Vào bên đó là gì ạ? Messi đi đúng không ạ? Ok, trên sàn Messi thì hiện tại mức độ giao dịch như thế nào thì chúng ta sẽ xem đây. Đấy, hiện tại trên Luna đúng không ạ? Luna 2 đúng không ạ? 2.0 cũng hiện tại là giao dịch ở mức độ là dựa 9,1 đô đúng không ạ? Số lượng hiện tại đang giao dịch. Đấy. Rồi tiếp theo nữa đó là trên sàn đó là Gate là một trong sàn mà dạ mọi người sẽ giao dịch và thể mua những cái tài sản số rất là nhỏ bằng số tiền nhỏ nhất chỉ cần 1 đô 2 đô là các bạn cũng mua được rồi. Đấy, đối với một số các sàn sàn BNC thì bạn phải là 5 đô 10 đô với lại một số các sàn khác trên sàn KuCoin đúng không? Thì đối này trên đây trên Gate 1 đô bạn có thể là mua được các bạn nhé. Chỉ tương đương lại khoảng là dạ 25 30 nghìn là các bạn thể là bắt đầu mua một số các tài sản, thậm chí là lên tới hàng chục hàng 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 chục đồng đến hàng hàng trăm đồng, thậm chí cả triệu đồng của một những cái tài sản mà số nó lên tới hàng triệu đồng nhá. Đó, đây hiện tại số lượng đang giao dịch ở trên sàn Gate thì cũng là 9,1 đô. Hiện tại bây giờ thì thị trường đang bắt đầu dần về ổn định rồi. Thì ngày mai đúng không ạ? Ngày mai là ngày 1 tháng 6 thì Luna ở một số các sàn khác sẽ mở ra như là trên sàn FTX hay là trên sàn BNC và một số các sàn khác sẽ cho mọi người đó là vừa giao dịch và mọi người hiện tại mọi người giao dịch và có thể là mua nhé, mua nhưng mà bạn chưa nhìn thấy cái số dư và chưa hiện thị cái đồng Luna Luna và Nusi lên đâu đúng không ạ? Thì đến ngày mùng 1 tháng 6 này, mùng 1, mùng 2 là 6 này này, đấy mình nói giãn ra hẳn một ngày, thì lúc này các bạn thể là nạp vào và các bạn rút ra dễ dàng các bạn nhé. Đấy thì bạn mua xong thì phải là đợi thời gian để là bạn giao dịch chứ không các bạn ấy xong thì các cái sàn khác họ vào trên sàn BNC này họ cũng đang mua và bán đúng không, thì đang mua số lượng rất là nhiều, mua mua bán ở trong này và khi lúc đó là họ sẽ mua ở trong sàn BNC này với lại số lượng lớn. Hiện tại bây giờ khoảng dạ đây này nhìn thấy hai cái mã này thôi còn số lượng khác họ chưa giao dịch đúng không, thì hiện tại đang là khoảng dạ khoảng xấp xỉ 30 40 phần trăm trên tổng số lượng Luna trên toàn cầu hiện tại trên sàn BNC đang nắm giữ rồi để chưa nào thì và một số khác họ chưa alot ra luôn đấy, thì cái nệ số một số thành viên khác họ chưa đặt ở cái mức độ là mua bán ở trên này mà họ đang cất ở trong ví thì sẽ chưa hiện thị ở đây đâu. Nhưng đối với góc độ của mình cái lúc thời điểm mà gần dừng lại cái việc giao dịch đồng Luna ấy, thì số lượng đấy như mình đang nhìn ấy, lúc đấy là khoảng 70 phải đến 70% các bạn nhé.
trong khoảng trên dưới 70% Luna giao dịch ở trong dạng sàn BNC, đúng không ạ? Thì sàn BNC này số lượng lớn nên là họ mở ra sau hơn tất cả các sàn khác. Đấy là cũng có một chỗ cái mà họ đang làm. Thì hiện tại giờ các cái sàn giao dịch khác họ đang là mua và giao dịch trên sàn BNC để sau cái ngày đầu sang đầu tháng mùng 1, mùng 2 tháng 6 này thì họ sẽ chuyển các tài sản số ở trên sàn BNC ra ngoài các tài sản ở trên các sàn khác để họ giao dịch mua mua bán. Thì lúc này nó sẽ làm cho cái số lượng nhu cầu rất là lớn. Thì làm có thể là nó tăng lên từ 9-10 đô này, có thể tăng lên tới khoảng là gì ạ, 100 đến 200 đô rất là dễ dàng. Đấy, đối với góc độ của mình nhé. Đấy, còn giữ ở đây mình không khuyến nghị mọi người đầu tư và mọi người hãy phân bổ dòng tiền ra. Đối với góc độ của mình thì mình đã có quá trình vươn trải và để cái kinh nghiệm của mình chia sẻ các bạn. Nên các bạn chỉ sử dụng 10% trên tổng cái lợi nhuận của các bạn mà đã trừ chi phí. Các bạn lưu ý rõ nhé. Là các bạn chỉ sử dụng 10% trên tổng cái lợi nhuận đã trừ chi phí rồi để các bạn mang đi đầu tư. Thì đối với lại trong thị trường về tài sản số này thì các bạn chỉ sử dụng là khoảng dận từ 3 đến 5% để bạn mua và sở hữu cái tài sản này thôi, và nó có khả năng tăng trưởng rất là cao nhưng mà cái mức độ rủi ro nó cũng rất là lớn, nên là các bạn hãy cân nhắc, đúng không ạ? Đấy. Rồi, nếu mà các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy đăng ký kênh, đúng không ạ, trên kênh YouTube này. Đó là gì ạ? Các bạn chỉ cần viết đó là gì ạ, Crypto thông tin toàn cầu, sau đó bạn nhấp vào phần tìm kiếm thì cái kênh của mình sẽ hiện lên, đó là trên top đầu luôn, hiện thị trên top đầu này, Crypto thông tin toàn cầu này. Và các bạn nhấp vào đăng ký và các bạn có thể xem các cái thông tin ở dưới đây, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ nhìn được các cái video của mình ở đây, đúng không ạ? Crypto thông tin toàn cầu này. Đấy, thì mình đăng rất là nhiều các cái bài ở đây, như các bạn nhấp vào cái video này thì các bạn sẽ đăng ký như thế nào, đúng không ạ? Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn đăng ký kênh nhá, để ủng hộ mình được chưa nào. Đây, các bạn hãy kéo xuống đây, các bạn hãy nhấp vào cái phần đó là chữ đăng ký này, các bạn nhìn chưa? Đấy, đây rất là nhiều người chúc mình đó là gì ạ, chúc mình buổi chiều vui vẻ. Đấy, để mình có thể là chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Đây, các bạn có thể nhấp vào phần đăng ký này, nhấp vào phần đăng ký này, và các bạn sao, các bạn sẽ nhấp vào chuông này và bạn nhận chọn tất cả và bạn nhấp vào lượt thích này. Đấy, để là bạn ủng hộ kênh nhé. Và điều tuyệt vời hơn nữa là các bạn nhấp vào phần xem thêm hoặc nhấp vào phần mũi tên này thì các bạn sẽ hiện và nhấp vào phần xem thêm thì dưới đây thì các bạn có rất là nhiều các cái sàn đấy, rất là nhiều cái sàn giao dịch ở đây các bạn thấy đăng ký. Và đặc biệt là mình đã quay lại cái quá trình đó là phát trực tiếp cái đồng Luna lên sàn BNC để cho bạn cùng cảm hứng đến mức độ giao dịch như nào ở trên đầu tiên này như thế nào. Hoặc các bạn có thể là đăng ký các cái sàn giao dịch ở đây, đăng ký các cái sàn giao dịch ở đây, đó là sàn BNC này, trên sàn Messi, Gatea, KuCoin, Elbank, Bitbuy, Crypto, đấy, Huobi, FTX và các cái tài sản của các cái sàn khác nữa. Các bạn có thể đăng ký từng cái sàn này, các bạn thể đăng nhấp vào đường link đó là gì ạ, cổ phiếu điện tử đúng không ạ, chấm đó là gì ạ, blogshop.com này, thì ở trong đây thì các bạn sẽ đăng ký rất là nhiều các sàn khác nữa nhé. Và đặc biệt để mà các bạn không bỏ lỡ bất kỳ một cái video, một cái thông tin nào ở trong cái thị trường này thì các bạn có thể là nhấp vào phần đăng ký kênh YouTube và vào nhóm Telegram và trên Facebook cũng như là trên web blog đấy của Crypto thông tin toàn cầu này để bạn không bỏ lỡ một cái video nào, một cái thông tin nào ở trên thị trường, để mình sẽ cung cấp thông tin cho bạn giá trị tăng trưởng của thị trường cũng như là số lượng người trader để lên xuống, để các bạn nắm bắt được những thông tin sớm nhất từ những tài sản số kỳ lân trong thời gian sắp tới. Các bạn có thể là gì ạ, mời mình một ly cà phê để mình có thể là phục vụ và giúp đỡ cho tất cả các bạn về cung cấp thông tin hàng ngày các bạn nhé. Rồi, nếu bạn nào mà chưa có khả năng về tài chính thì không nhất thiết để ủng hộ mình đâu, được chưa nào? Đấy, rồi, đấy là cái mà mình chia sẻ thông tin cho tất cả các bạn. Và mình sẽ có những thông tin gì mình có thể trả lời được, mình sẽ nhấp vào phần trả lời để trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn nhé. Đấy.
Rồi đấy là cái mà mình đang chia sẻ cho tất cả các bạn về thị trường, về crypto cũng như là về Luna. Và sắp tới mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số các công ty tiền nân thì thế nào. Rồi vậy một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã đón xem cái video này. Và chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, cả đảm, giàu có và hạnh phúc, thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video gần nhất. Xin chào.